Có một anh chàng có nuôi một chú chó con, đặt tên nó là Banh. Anh chàng rất thương chú chó lắm, xem chú chó như đứa em mình vậy. Đêm nào cũng ngủ chung với nó, mãi cho đến khi lấy vợ, đêm tân hôn. Anh và vợ đang làm chuyện ấy thì chú chó lại mò lên giường anh ta. Lúc này anh nói một cách nhẹ nhàng, Banh ra em. Nhưng chú chó vẫn không chịu đi. Một lúc sau anh lại hô lớn hơn nữa, Banh ra em. Lần này chú vẫn không đi. Anh quá tức giận và hét lớn hơn, Banh ra em. Lần này bà vợ không chịu nổi nữa và la lên, em đã banh hết cỡ rồi còn gì. Đứng bằng chim. Một cậu bé đi học về, mặt buồn thiu. Thấy vậy bố hỏi, sao con buồn thế? Dạ, hôm nay con bị điểm không môn thể dục ạ. Sao lại bị điểm không? Con giỏi môn thể dục lắm cơ mà. Hôm nay trong giờ thể dục, cô giáo bảo giơ chân trái lên, rồi giơ tiếp chân phải lên. Bố ngạc nhiên, thế thì đứng bằng chim mà. Thế đấy, con cũng nói vậy. Thế là cô cho con không điểm ạ. Bị hố. Vừa thấy chồng về tới, vợ hầm hầm hỏi, tối qua anh ngủ với con nào phải không hả? Chồng ú ớ, ơ, làm gì có. Vợ nghiến răng bảo, đừng cãi nữa, em gọi cho anh mấy lần mà con nhỏ đó cứ bắt máy. Chồng tái mặt, hạ thấp giọng xuống, ôi anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa, tại mấy thằng bạn rủ dê thôi. Thế con nhỏ đó nó nói gì với em chứ? Vợ nổi điên hét lớn, nó bảo thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện cười trên kênh Bé Hương. Buổi sáng ngày 14 tháng 2, Tún thủ thỉ với chồng, anh biết hôm nay là ngày gì không? Chồng Tún đáp gọn lỏn, lễ tình nhân chứ gì. Tún nũng nịu chìa tay ra, thế quả em đâu rồi? Chồng cô nhún vai, em có phải tình nhân đâu mà đòi quà chứ. Anh cưới xin đàng hoàng, em là người một nhà rồi, quà cáp gì chứ. Lấy nhau gần chục năm, hai vợ chồng vẫn chưa có con. Ngày mai bay vào thành phố Hồ Chí Minh để vào viện thụ tinh nhân tạo. Hai vợ chồng làm vài mâm cỗ mời họ hàng nội ngoại và mấy anh bạn thân đến uống rượu. Ăn xong, bà con nội ngoại về hết, còn mấy anh bạn thân, anh chồng sau khi rượu bia nhiều vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, còn lại 8-9 anh bạn vừa uống vừa nói chuyện với cô vợ anh này. Một anh nói, chồng em từ nhỏ bị quai bị, xác suất có con là hơi khó đấy. Chuyến này vào đó thụ tinh không được thì về nhà nhờ làm giúp. Bọn anh sẽ giúp em kiếm được đứa con. Cô vợ nhìn một lượt tất cả các anh bạn của chồng rồi nói, nếu phải nhờ giúp thì 3-4 anh em còn chịu được, chứ tất cả các anh thì em sợ không trụ được đâu. Cả bọn cười phá lên. Lúc này anh chồng cũng ở trong nhà vệ sinh đi ra, thấy thế liền hỏi, bọn mày cười cái gì mà to thế? Sau khi nghe cô vợ nói lại, anh chồng ngắn tún mặt nói, sao cái này mà cũng nhờ vả được hả? Chuyện cười của lính. Có một đơn vị bộ đội ở trọ trong nhà dân. Một hôm, thằng bé con chủ nhà thì thầm với mẹ, mẹ ơi, sao mà các chú bộ đội sáng nào cũng đi khom hả mẹ? Mẹ cậu trả lời, việc quân sự mẹ biết làm sao được chứ. Buổi chiều khi mẹ đi làm về, cậu bé lại thì thầm với mẹ, các chú bộ đội nhà mình khôn lắm mẹ ạ. Các chú ấy khôn thế nào hả con? Chú bé nói, buổi trưa nóng, các chú lấy que chống quần lên cho mát để ngủ mẹ ạ. Giảng bài. Ngày hôm trước, cô giáo nói với các em học sinh, người lớn là người đã từng trải, có nghiên cứu,
nên các em phải nghe. Cả lớp đồng thanh, vâng ạ. Hôm sau cô giảng bài, trời là khoảng không bao la, không có chân. Bỗng bạn Tèo ngồi ở cuối lớp giơ tay phát biểu. Thưa cô, trời có chân chứ ạ? Cô giáo liền hỏi Tèo, căn cứ vào đâu mà em bảo là trời có chân? Tèo đáp, dạ, bố em bảo ạ. Đêm qua, bố em bảo, trời ơi, dạng chân ra. Ở một vùng nọ, tổ chức cuộc thi vẽ tranh bằng lông trên cơ thể. Một anh tiến đến đút tóm cả cái đầu bờm sờm, có lẽ một tháng không gội, vào bô mực. Mực chảy xuống mắt cay xè, chỉ sợ thi xong trở lại thành thằng mù thì có mà ăn mày. Vì sợ thế nên anh ta cắm cái đầu ròng ròng, mực chùi lấy chùi để lên tờ giấy. Bức tranh hoàn thành với chủ đề bãi phân trâu trên đường làng. Anh thứ hai tiến lên vụt cả mồm vào chậu mực. Mực chảy vào họng đắng như thuốc độc bảng A. Vì sợ ngộ độc chết nhân răng nên anh dúi cằm vào vẽ vội, nhì nhằng mấy phát rồi quay ra nhổ phì phì. Chẳng may phọt cả vào mồm ban giám khảo. Bức tranh của anh có chủ đề búi rác trôi sông. Anh thứ ba đùng đỉnh tiến vào, kéo khóa quần, lấy dây buộc thẳng cu tí, quạt ra sau. Anh dưới mực vào bộ râu xồm của cu tí và uốn mông để vẽ. Bức tranh của anh vẽ rất khéo vì anh không lo mổ mắt hay ngộ độc gì cả. Vẽ xong, anh cởi trói cu tí ra và xả van rửa tay. Ban giám khảo vỗ tay rầm rầm. Bức tranh của anh được giải đặc biệt có chủ đề những đống rạng quê tôi. Bài tập làm văn. Trong giờ văn, cô giáo nghiêm nét mặt hỏi, em Đuông, tại sao bài tập làm văn tả con chó của em giống y xì bài làm của trò Khao, không khác một chữ nào thế? Dạ thưa cô, em biết làm sao được ạ? Khi nhà em không có nuôi chó, em phải qua nhà bạn Khao mượn con chó của bạn để làm bài ạ. Chịu thôi. Bố hỏi con trai, con thương ba hay là thương mẹ nào? Con đáp, dạ con thương cả hai người. Bố không cam lòng, thế nếu ba đi Mỹ, mẹ đi Pháp thì con sẽ đi đâu nào? Con đáp, đi Pháp ạ. Bố hỏi, vì sao chứ? Con lại đáp, dạ vì Pháp thật đẹp ạ. Thế nếu ba đi Pháp, mẹ đi Mỹ thì con sẽ đi đâu? Dạ con đi Mỹ ạ. Vì sao? Vì Pháp đã đi rồi ạ. Kén rể. Ông giáo làng có cô con gái đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc. Anh là thợ cưa, còn một anh là thợ chạm, và anh còn lại là sĩ quan quân đội. Ông giáo lúng túng khó sợ vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai cả. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói, cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng cái ổ khóa này, anh nào mở được ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé. Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga. Khóa đồng dù cứng đến đâu, anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng. Anh thợ chạm cũng không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao. Khóa đồng anh giữ trong tay, anh đục cả ngày, khóa chịu nổi sao? Còn anh sĩ quan, sau phút đầu lúng túng, chợt sực nhớ ra điều gì đó, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịch. Súng anh dài chỉ một gang, với hai viên đạn bắn tan khóa đồng. Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả. Còn cô con gái đỏ bừng mặt, kết quả thế nào thì ai cũng biết.
Một cô gái bị lỡ đổ đường trên một quãng đường vắng lúc trời sắp tối, đang lo lắng không biết làm thế nào về thành phố kịp trước lúc trời tối. Bỗng có một chiếc xe tải chạy đến, cô gái mừng rỡ vẫy xe xin đi nhờ. Xe đỗ, anh chàng lái xe vốn là một tay háo sắc, nhận thấy cô gái đang ở thế bí, mới đồng ý cho đi nhờ xe với điều kiện cô phải cởi bỏ tất cả quần áo. Sau khi suy nghĩ, cô gái đành đồng ý, nếu ở lại ngoài đường một mình có khi còn nguy hiểm hơn. Đi được một đoạn, do không tập trung lái xe, anh chàng lái xe đâm sầm vào một gốc cây. Cô gái bị hất ra ngoài, còn anh lái xe thì mắc kẹt trong xe, chỉ thò được cái chân ra ngoài. Lái xe bảo cô gái, cô mau đi tìm người tới kéo tôi ra đi. Cô gái đáp, nhưng tôi đang thế này thì làm sao mà đi được? Tại lúc nãy anh bắt tôi bỏ hết quần áo đấy. Lái xe bảo, thôi còn oán trách gì nữa, thì cô lấy chiếc giày của tôi mà che tạm vậy. Cô gái nghe lời, tháo chiếc giày ở chân anh lái xe vào chỗ cần che, rồi đi tìm người tới giúp. Chạy được một đoạn dài, cô gặp anh cảnh sát giao thông, vừa thở hổn hển vừa nói, anh cảnh sát, nhờ anh kéo giúp anh lái xe ra với. Anh cảnh sát nhìn vào chiếc giày cô đang giữ, tròn mắt ngạc nhiên, sâu thế này thì kéo làm sao được nữa. Ông bố có đứa con đi học bị ngã xuống sông và được một người cứu sống, liền gọi điện thoại lại ân nhân. Alo, dạ cho hỏi đấy, có phải là bác Dũng, người mà chiều nay đã cứu sống con trai tôi đấy không? Dạ đúng tôi đây ạ. Tôi muốn hỏi cái đồng hồ đeo tay của cháu nhà tôi mất đâu rồi nhỉ? Nỗi buồn phụ nữ. Một lần ngồi trên xe khách, tôi đang lim dim ngủ, thì nghe thấy tiếng hai phụ nữ ngồi hàng ghế trước tâm sự với nhau. Hôm nay, tôi xin phép ghi lại để đàn ông chúng ta rút kinh nghiệm, kẻo chị em gieo tiếng ác cho chúng mình đấy nhá. Tao thấy đàn ông là kẻ chẳng ra gì, không có trước sau, sao tao ghét lão nhà tao thế không biết. Cô kia hỏi lại, sao thế mày, mày nổi tiếng là yêu chồng cơ mà. Để tao kể cho mày nghe, hôm qua hai vợ chồng nằm ở giường, tao nhờ lão ấy gãi lưng. Mày biết lão ấy trả lời sao không? Lão ấy bảo, cô không có tay à. Ngày trước yêu nhau, nhờ lão gãi lưng, lão gãi nhiệt tình, gãi hết đằng sau, gãi cả đằng trước. Bây giờ gãi lưng cho vợ mà cũng khó khăn. Cái loại ấy về già chẳng nhờ cậy được gì đâu mà hóng. Nghe xong tôi giật cả mình. Cũng như mình hôm qua, vợ nhờ lấy dầu bóp bàn chân mình không làm. Hồi yêu nhau thì nhờ xoa bàn chân, mình nhiệt tình xoa hết cả chân lẫn đùi ấy chứ lệ. Thế này không biết vợ mình có ghét mình như hai bà ngồi kế bên không nhỉ? Miền Bắc nói yêu, trong khi miền Nam thì nói thương. Dùng từ nào nghe cũng thấy ngọt ngào, dạt dào, rung động. Để cho chắc chắn và khỏi quên, bạn cứ việc nhắc đi nhắc lại rằng yêu là thương, thương cũng là yêu. Thương cũng là yêu, yêu cũng là thương. Thế là cuối cùng thuộc lào lào, ngược xuôi đúng tuốt tuần tuột. Một lần đi với cô bạn gái, bạn định bày tỏ một câu, em thật là đáng yêu. Nhưng rồi cứ theo đà của bài học thuộc lòng, nên bạn buột miệng nói, em thật là đáng thương. Với cô bạn thứ hai, bạn định nói, em thật dễ thương quá, thì lại nói thành, em thật dễ yêu quá. Thế là tình trạng trở lên cực kỳ rắc rối. Nuôi heo cưới vợ. Năm 1991, tôi muốn vợ dữ lắm rồi. Nhà tôi lúc đó nghèo lắm, bà má chỉ đi làm thuê nuôi con. Tôi thì lương không được bao nhiêu, vì thương con, mẹ tôi đồng ý đến nhà nàng.
Từ nhà tôi xuống nhà nàng khoảng 6 cây số, chỉ đi bộ chứ đâu có xe cộ gì. Nhìn mẹ tôi lưng ướt đẫm mồ hôi, tôi thương mẹ nhiều lắm. Còn tôi thì có mệt miếng nào đâu, đi hỏi vợ mà. Bên nhà nàng không đòi hỏi gì ngoài đôi bông tai. Về nhà tôi nôn nao lắm, nhưng tiền đâu để cưới vợ. Thương con, mẹ tôi nói tôi ráng lo đôi bông tai đi, còn phần khác thì để cho mẹ lo. Tôi suy nghĩ nát nước, làm sao có tiền để mua đôi bông tai. Cuối cùng tôi chọn cách nuôi heo. Heo hồi đó lâu lớn lắm, vì chưa có thức ăn như bây giờ, chỉ ăn cháo cám rau. Tôi nghĩ nuôi heo con biết chừng nào được 100 kg. Lâu quá sợ bên nàng lại đổi ý, cưới vợ thì cưới liền tay mà. Tôi tính cách đốt cháy giai đoạn. Tôi lùng mua heo lứa người ta nuôi sẵn mà kẹt tiền nên bán. Tôi mua con heo lứa của nhà nọ ở xóm trên, nó được 30 kg, giá 300 ngàn. Bao nhiêu hy vọng, mơ mộng hạnh phúc tôi gửi vào anh chàng chư bát giới. Tôi háo hức bưng thau cháo cám rau ngon lành mời chàng chư. Trời ạ, nó không ăn uống như bình thường mà thọc cái mỏ dài sọc của nó vào thau, rồi ùn ùn bong bóng nổi lên như nồi cơm sôi. Rồi bất ngờ nó dùng cái mỏ hất một phát cả thau cháo đổ ụp. Điên với nó chưa? Mấy lần sau cũng vậy, chàng chư này không ăn cháo cám rau mà chỉ ăn cơm. Mà nó ăn điều độ lắm, mỗi lần chỉ một chén lưng. Chắc nó giữ eo, trời ạ. Ngày đêm gì nó cũng thức, lúc nào cũng nghe nó ẹt ẹt. Nó còn biết mừng như chó nữa. Tôi đi giải về là nó chạy đến cà mình nó vào chân tôi, miệng thì kêu ạch ạch, còn ngoắc đuôi nữa, tức quá đi. Tôi nóng lòng muốn cho ăn nhiều để mau lớn, mà nó cứ giữ eo, điên chưa. Càng nuôi tôi càng thấy nó nhỏ lại, nhìn nó xấu banh nhà lồng lộn chợ luôn. Lỗ tai thì bự hơn cái đầu, mà cái đầu thì bự hơn cái mình. Trời đất ơi, nuôi gần 3 tháng thấy không xong rồi. Tôi bán cho cô hiệu trưởng trường tôi học ngày xưa để cô ấy quay lên làm lễ khai giảng. Hồi mua nó 30 kg, giá 300 nghìn, sau gần 3 tháng nó được 21 kg, bán được 210 ngàn. Tôi thất vọng ê chề, thương nàng quá nên tôi làm lần nữa. Lần này tôi vào trại giống mua một cặp heo con ngon lành. Cả hai chú chư nhí đều màu trắng, da mỏng, vai đôi, ăn ngon lành, uống nước cám ót ót, đúng mánh rồi. Được đâu gần tháng, cả hai đứa nó bị bệnh nghỉ ăn, ít bữa sau là cả hai đứa nó nghỉ thở. Vậy là tiêu tan niềm hy vọng, ước mơ hạnh phúc đã sụp đổ. Đợi bên tôi không được, nhà nàng gả nàng cho một chàng trai ở cuối củ lao. Chuyện tình yêu bắt đầu thật lãng mạn, nhưng kết thúc thì vô cùng lãng xẹt của tôi là như vậy đó. Từ đó đến giờ, tôi không nuôi thêm một con heo nào nữa. Tôi dị ứng với mấy anh chàng chư bắt giới lắm rồi. Cô giáo hỏi cô Tí, nhà em có ai yêu động vật không? Dạ thưa cô có ạ, cả nhà em ai cũng yêu động vật ạ. Vậy à, vậy thì em kể cô nghe xem nào. Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo. Vậy còn bố em thì sao? Dạ mẹ em bảo rằng bố em yêu con hổ ly tinh ở trên đầu phố cô à. Ai biểu, lúc mới cưới nhau, vợ tôi lấy ra một cái bình rất xinh và bảo với tôi rằng, anh nè, mỗi lần anh làm em khóc thì em sẽ đổ vào đây một ly nước. Khi nào cái bình đầy nước, tức là em chịu không nổi nữa và em sẽ ra đi. Anh đừng có mà van nài gì hết nhé. Thế mà hôm vừa rồi tôi bị vợ đập cho một trận vì cô ấy bắt quả tang tôi lén đổ vào cái bình 2 chai nước suối. Khi về hưu, tôi đi tới văn phòng an ninh xã hội để xin điền đơn lãnh tiền hưu. Người phụ nữ ngồi sau quầy hỏi
bằng lái xe để xác minh tuổi tác. Tôi lục túi mới hay mình bỏ quên cái bóp ở nhà. Tôi rất tiếc. Tôi mới nói với bà ta rằng tôi về nhà lấy cái bóp rồi trở lại. Người phụ nữ nói, ông hãy cởi nút áo của ông. Tôi làm theo và cởi nút áo để lộ bộ lông bạc màu xoắn tít. Bà nói, lông ngực bạc màu của ông đã đủ chứng minh tuổi tác của ông, rồi làm giấy tờ cho tôi. Khi về tới nhà, tôi hồ hởi, phấn khởi kể lại chuyện cho vợ nghe. Vợ tôi nói, lẽ ra ông phải tuột cái quần của ông xuống, thì bà ấy sẽ cho ông hưởng tiền tàn tật. Chán cơm thèm phở. Không biết từ bao giờ, người Việt Nam dùng từ cơm phở để nói về mối quan hệ gần như đối lập với nhau giữa vợ và bầu. Thật sự thì mình phải công nhận lối ví von đó quá hay, quá chuẩn. Ông chồng chán cơm thèm phở nên thủ thỉ với vợ. Ăn mãi cơm nhà, ngán tận hông, thèm sao tô phở, quán bên sông, phở ngon đậm chất nhiều dinh dưỡng, xin phép bà, tôi thử được không? Bà vợ nghe xong hiểu ý chồng, hơi tức tối, nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng rằng, cơm nhà còn dẻo trong nồi điện, phở chỉ thơm tho mùi viển vông. Bổ dưỡng gì đâu, toàn bột ngọt, cơm mình chất lượng lắm nghe ông. Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ, nhưng lần này có vẻ kiên quyết hơn. Cơm nhà lạt lẽo, chẳng say nồng, phở đấy dẻo dai, đúng ý ông. Thôi, cứ để tôi qua nếm thử, một tô chỉ tốn có vài đồng. Bà vợ lần này tức giận ra mặt, nên gằn giọng kiên quyết lại với chồng. Phở nấu giò heo chừa cạo lông, ăn vào bệnh chết đó nghe ông, ham chi của lạ mắc vào ếch. Chỉ có cơm nhà đảm bảo không? Ông chồng thấy vợ khuyên mãi, không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua. Nói mãi mà bà chưa chịu thông, tôi qua nếm thử chút cay nồng, rồi mai khi đói dùng cơm lại, thổi lửa chung cơm tình vợ chồng. Bà vợ lần này đã bốc hỏa thật sự, cơn hoạn thư đã lên đến đỉnh điểm. Cơm nhà có chán cũng phải ăn, đừng có mon men phở với nồng. Cơm lạt thì bà thêm mắm muối, phở kia béo ngọt cũng là không. Cha hàng xóm bên nhà nghe được cuộc tranh luận nãy giờ, vội hô sang. Kề cận bên nhà tôi cứ trông, mong rằng nếm thử cơm nhà ông. Ông chê thì để tôi vài chén, tôi nếm thử xem có ngọt không. Bà vợ, cha hàng xóm nghe thế, cũng lên tiếng với chồng mình rằng, cơm khét nhà người chi việc ông, nhà mình có thiếu cháo cơm không? Chớ mà ăn vụng coi chừng đấy. Bà biết thì roi đánh tách mông. Ông chồng lúc này nghe nói cũng bực mình lên tiếng. Cơm khét cơm khê cũng kệ ông. Đứa nào bước tới chết nghe không? Chưa ăn, ông để dành khi đói. Đừng tưởng ông đây hết mặn nồng. Bà vợ được thế nên hù dọa chồng. Sáng dạ ra chưa? Cái bụng ông. Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông. Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ, để hở trộm vào dinh mất không? Ông chồng lúc này đã xuống nước, âu yếm vợ, miệng nói ngon ngọt. Tôi hết thèm rồi phở với nồng, cơm mình đậm chất để cho ông, từ đây dùng mãi tới bạc đầu, tôi thử bà thôi có biết không? Ông chồng sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng sinh. Lát sau, cô y tá mở cửa. Con trai, ông à, ông có thể vào được rồi đấy. Ông chồng xúc động bước vào phòng, chợt sùng sốt khi thấy đứa con trai mới sinh của ông đen thui như cột nhà cháy. Tái mặt, ông ngó bà vợ, nét mặt bà vợ buồn bã trách ông. Đấy, tại sao hễ cứ lên giường ngủ là ông lo đi tắt đèn? Phòng ngủ thiếu ánh sáng tối thui, thành thử con mình đẻ ra đâu có được trắng trẻo như người ta đâu. Ở sân bay,
Một người phụ nữ có viên kim cương hơi lớn, lo ngại sẽ gặp rắc rối khi đến khâu kiểm soát. Người phụ nữ liền nhìn xung quanh và gặp một ông cha cứ đứng bên cạnh, bèn đến gần và nói: "Dạ thưa cha, con có một vật quý giá, nhưng nếu con giữ, nó sẽ gặp rắc rối nên nhờ cha giữ giùm con và xin cha đừng tiết lộ với ai nhé." Ông cha cũng đồng ý giúp người phụ nữ và cất vào túi quần của mình. Đến khu vực kiểm soát, nhân viên hải quan hỏi ông có đem theo những vật quý giá không, thì ông trả lời: "Cha, chỉ có cuốn kinh thánh này mà thôi." Nhưng cha thầm nghĩ, mình là người tu hành, không được nói dối, nên ông chỉ vào túi quần của mình và nói thêm: "Từ đây trở lên, cha không có gì cả. Nhưng từ đây trở xuống thì cha có một thứ vô cùng quý giá mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thích nó." Trong một buổi hỏi thi vấn đáp của trường y, giáo sư hỏi một nữ sinh: "Em có biết trong cơ thể người có một bộ phận nào mà có lúc thể tích của bộ phận đó tăng gấp 6 lần không?" Nữ sinh đỏ mặt ấp úng trả lời: "Dạ, thưa giáo sư, trong giờ hỏi thi, xin phép giáo sư em không trả lời câu hỏi thiếu nghiêm túc của giáo sư ạ." Giáo sư y khoa nói to để các bạn sinh viên cùng nghe: "Các em à, trong cơ thể của mỗi người, khi tức giận, đồng tử mắt sẽ to lên ít nhất gấp 6 lần bình thường, nên mới có câu tức nổ đom đóm mắt." Sau đó, giáo sư nói nhỏ với nữ sinh vừa nãy: "Còn em đừng hy vọng nhiều đến thế nhé." Valentine, đầu xuân nắng nóng hoa tàn nhanh, tôi ôm bó hoa tươi tắn bắt taxi. Cậu lái xe hỏi: Chú mua hoa tặng vợ đấy à?" "Sao cậu lại hỏi vậy?" "Thì mấy ông mua hoa tặng gái bao giờ cũng bắt cô bán hàng bó thật đẹp, gói bóng kính, thắt nơ và phun sương, chứ không buộc túm thành một mớ như chú. Chú mua bó này bao nhiêu tiền?" "1 triệu. "Ôi trời, 1 triệu cơ á?" "Ngày lễ mà, cái gì trả lên giá, trừ cước taxi của cậu thôi. Cháu mà mua tặng vợ bó hoa 1 triệu, nó lại trả chửi cho cả tháng ấy chứ." "Cái mà vợ cần không phải là hoa, mà là sự quan tâm của chồng. Mà này, cậu có muốn vừa được tiếng tặng vợ bó hoa 1 triệu, vừa không tốn tiền không, tớ dạy cho." "Được như chú nói, thì chồng nào chả muốn chứ. Cháu xin gọi chú là sư phụ." Sau khi lãnh giáo mấy đường chỉ dẫn của tôi, cậu tài xế khoái chí thực hành luôn. Nó rút điện thoại chụp bó hoa gửi cho vợ và líu lo trên điện thoại: "Em ơi, anh mới mua tặng em bó hoa cực đẹp nè." "Sao tự nhiên hôm nay lại mua hoa?" "Thì có ông khách vừa mua hoa xong chụp hình gửi cho vợ, thì hai vợ chồng cãi nhau qua điện thoại. Ông ấy bực mình để lại bó hoa cho anh đấy. Ông ấy mua 2 triệu, nhưng chỉ lấy một nửa tiền thôi." "Cái gì? 1 triệu á? Anh điên à? Anh trả lại ngay đi, tôi đếch cần hoa." "Nhưng ông ấy xuống xe rồi." "Giời ơi, vứt xe đấy, đuổi theo mà trả lại, lấy tiền về cho tôi." "Sao lại trả? Mai là ngày Valentine, ngày lễ tình nhân mà em." "Tôi không cần kiểu yêu tốn 1 triệu, tìm nhanh lên, không người ta đi mất đấy." Cậu tài xế ngắt điện thoại, 10 phút sau nó gọi cho vợ: "Anh trả lại được hoa rồi, ông khách ấy bảo em chả lãng mạn gì cả." "Ôi, thế là lấy lại được 1 triệu rồi à? May quá. Mà tự nhiên hôm nay chồng lãng mạn thật đấy. Cảm ơn chồng, về em sẽ trả ơn. Nhưng nhớ từ nay về sau đừng hoa hoét gì nữa nhá." Cậu tài xế quay sang bảo tôi: "Phen này vợ cháu sẽ kính phục cháu sát đất. Ngủ mơ nó cũng không thể nghĩ cháu dám bỏ ra 1 triệu mua hoa tặng nó nhân ngày Valentine. Chiều của chú đúng là dã man con ngan thật đấy." "Cậu mới dã man, dám bịa ra mua hoa tặng vợ nhân ngày Valentine.
Tớ vừa đến chơi nhà anh bạn bán hoa, được anh ấy cho về cắm phòng khách. Chứ tớ già rồi, có biết Valentine là cái đếch gì đâu. Nên lấy vợ đẹp hay xấu, người phụ nữ thật sự muốn gì? Vua Arthur trẻ tuổi của nước Anh bị quân Pháp phục kích và bắt giữ. Lẽ ra vua nước Pháp sẽ xử ngài, nhưng vẻ trẻ trung dễ mến của Arthur đã làm cho vua Pháp cảm động. Ông hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu giải được câu đố cực khó. Thời hạn trả lời là 1 năm. Nếu không giải được câu đố thì Arthur sẽ phải chết. Câu đố đó là: người phụ nữ thật sự muốn gì? Câu đố này có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian cũng bó tay. Nên với Arthur, quả là một thử thách quá lớn. Nhưng như vậy, vẫn có cơ hội sống hơn là bị xử. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm. Khi trở về Anh Quốc, ngài hỏi tất cả mọi người, từ các công chúa, các gái mại dâm, các vị cha xứ, đến cả các quan tòa, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Cuối cùng, mọi người khuyên vua là nên đến hỏi mộ phù thủy già. Có lẽ chỉ còn mộ ta mới có thể giải được câu đố hóc búa này. Những ngày cuối năm cũng đã tới gần, Arthur dành đến hỏi ý kiến của mộ phù thủy. Mộ ta đồng ý trả lời, nhưng với điều kiện để mộ cưới Gawain, hiệp sĩ dũng cảm của hội bàn tròn, người bạn thân nhất của nhà vua. Arthur thất kinh, mộ ta vừa xấu vừa bẩn thỉu, ngài chưa từng thấy ai đáng tởm như mộ ta. Không, ngài sẽ không để cho bản thân của mình phải chịu thiệt thòi như vậy. Khi biết chuyện, Gawain nói với Arthur rằng sự hy sinh này của chàng làm sao có thể so được với huyết thống hoàng gia, sự tồn tại của hội bàn tròn và vương quốc Anh. Chàng hiệp sĩ chấp nhận cuộc hôn nhân, và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là có toàn quyền quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình. Ngay lập tức, ai cũng nhận ra mộ ta vừa giải được một chân lý. Quả thật, vua nước láng giềng rất hài lòng và cho Arthur khỏi án tử hình. Nói về đám cưới của mộ phù thủy và chàng hiệp sĩ kia, tưởng chừng không có gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên, chàng hiệp sĩ Gawain vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mộ phù thủy thì trái lại, trong tiệc cưới, mộ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng, mộ dùng bàn tay bẩn thỉu nhón cái này một chút, bốc cái kia một tí. Mọi người hết sức kinh hãi. Đêm tân hôn, Gawain thu hết can đảm bước vào phòng hoa chúc, nhưng trên giường không phải là mộ phù thủy già nua xấu xí, mà là một cô gái đẹp tuyệt trần đang nằm đợi chàng. Cô tử tốn giải thích vì chàng rất tốt với cô dưới hình dạng một mộ phù thủy, nên để thưởng cho chàng, cô biến thành người vợ xinh đẹp hiền hòa trong suốt 12 tiếng trên ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn vào ban ngày hay là ban đêm. Gawain bắt đầu cân nhắc. Ban ngày, nếu nàng xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi. Nhưng vào ban đêm, làm sao mà ta chịu nổi? Ngược lại, ta đâu cần sĩ diện với bạn bè cơ chứ. Cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người. Khi màn đêm buông xuống, ta sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên thiên thần. Gawain cuối cùng đáp rằng, nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình, nàng muốn đẹp hay xấu lúc nào cũng được. Câu trả lời tất nhiên làm cho phù thủy hài lòng, và nàng cười nói rằng sẽ hóa thân thành người vợ xinh đẹp suốt đời bên chàng. Đó là phần thưởng cho đàn ông biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ. Cuối đời, hiệp sĩ Gawain của chúng ta thường dặn dò con cháu, vợ đẹp hay xấu, điều đó không quan trọng. Cần lưu ý chính là từ sâu bên trong cô ta vẫn luôn là một phù thủy. Hai người bạn nói chuyện,
Một người kể, cậu à, mùng một Tết, mình được vợ khen đấy. Người bạn kia reo lên, vợ cậu khen cậu việc gì thế? Người kia nói, vợ tớ khen, anh giỏi thật đấy. Nằm trên chốc đống chai lọ, bát đĩa mà anh vẫn ngủ được. Mẹ thật thà. Có một cô được về thành phố làm việc. Sau một thời gian, cô gái đã có bạn trai. Một hôm, mẹ cô lên thành phố để thăm cô. Cô vui lắm. Bà mẹ thì ngỡ ngàng vì sự tấp nập của phố xá. Bà mừng cho con bà lắm. Hôm sau, bạn trai của cô mời bà đi ăn phở. Trước khi đi, cô gái dặn mẹ, ăn nhớ để lại ít nước mẹ nhé, để cho nó lịch sự. Bà bảo ngon, bà để lại thì tiếc quá. Ừ, mẹ làm theo con. Đến quán phở, mấy mẹ con vui vẻ ăn. Bà nghe thấy phở những lần đầu được ăn ngon. Bà ăn xong trước, ra hiệu cho con gái để lại nước thế nào cho lịch sự. Bà muốn húp tất. Cuối cùng bà cũng phải hỏi, con ơi, mẹ để bấy nhiêu nước, đã lịch sự chưa? Yêu một cô gái được mấy tháng, chả làm ăn được gì cả. Hôm nay thấy nàng gọi điện, alo, anh đấy à, tối nay hết giờ làm việc, anh đến căn hộ em dành cho anh một bất ngờ. Mừng muốn chết, chắc là nàng tối nay cho mình xe chỉ luồn kim đây. Mong mãi, rồi cũng hết giờ làm việc, phi xe thật nhanh đến nhà cô ta. Cửa phòng khép, đi vội vào buồng tắm, tắm rửa sạch sẽ, mặc mỗi chiếc quần xịp, khẽ gọi, em ơi, anh đến đây rồi. Cô gái nói, anh vào phòng đi, em đang chờ nè. Anh ta đi vào phòng ngủ, điện tắt tối om, lần mò bước vào, tự nhiên điện bật sáng, có tiếng hô to, chúc mừng sinh nhật anh. Hoảng hồn, anh ta nhìn thấy cô người yêu và mấy cô bạn thân ngồi trước chiếc bánh sinh nhật. Xấu hổ vì mình mặc mỗi chiếc quần xịp, anh ta chạy vội ra ngoài mặc lại quần áo. Té ra, hôm nay là sinh nhật anh không nhớ, cô người yêu muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Xấu hổ quá đi. Giữa đêm tân hôn, cô dâu hốt hoảng chạy về nhà mình. Ông bố ngạc nhiên hỏi tại sao. Cô gái thút thít bảo, con vừa lên giường thì thấy con gì nó lớn nhanh lắm. Lúc đầu chỉ bằng ngón tay thôi, ấy vậy mà khi đụng vào thì nó to bằng cổ tay. Con sợ quá nên phải chạy về đây. Bây giờ có khi nó phải bằng cổ chân rồi cũng nên đấy chứ. Ông bố nghe xong lẳng lặng cầm cái rìu sang nhà con rể. Một lúc sau về bảo với con gái rằng, thôi con về đi, ta vừa đi đẽo cho nó nhỏ lại rồi đấy. Cô gái yên tâm về nhà chồng. Đêm tân hôn diễn ra vui vẻ. Được vài hôm, ông bố lại thấy con gái bỏ về nhà với vẻ tần ngần thì ngạc nhiên hỏi vì sao. Cô gái thẽ thọt đáp, bố ơi, thế mảnh đẽo hôm nọ bố để đâu rồi, cho con xin lại đi. Chuyện vui. Vụ án răng rả. Tiếng gà gáy vang cả làng. Đầu tiên là con gà trống nhà Nghị Quý. Con gà này đẹp mã. Lão Nghị quý nó lắm. Mỗi lần lão đem nó đi đá với các con gà khác trong làng, bao giờ nó cũng giật giải. Sau tiếng gáy của chú gà vô địch thì tiếng gáy của con gà trống nhà lão Chánh Tổng Điếc cũng gáy theo. Rồi bọn gà trống trong làng rộ lên, có tiếng gáy khỏe khoắn vang dội như tiếng kèn báo thức, nhưng cũng có tiếng gáy nghe en ếch như ai cắt cổ của những chú gà mới dậy thì, tạo nên một bản hòa âm toàn tiếng gà gáy. Trong làng bắt đầu dậy. Người ra đồng, kẻ đi chợ, đi làm, bọn trẻ con đến trường, sức sống của làng như bùng dậy sau một đêm tĩnh mạch, nghỉ ngơi. Lão Chánh dậy sớm nhất nhà, lão dậy sớm hơn cả mụ vợ. Lão diệt đồ thể thao trẻ trung như thanh niên, đạp xe đến sân đình làng, đánh cầu lông với lão Lý Tuét. Hai lão không ưa gì nhau,
nhưng lại phối hợp với nhau rất ăn ý về cái khoản chơi cầu lông. Tránh điếc, không thích đánh gặp cặp với thằng phèo hay thằng pha. Bọn này vì thể thao thì ít, mà chủ yếu gia đình ngắm những quả bưởi rung rinh của chị em thì nhiều. Lão vội vàng đi trước, khi mụ vợ bước ra, lão không phải sợ vợ, mà lão không muốn nghe những lời càm ràm ghen bóng ghen gió của con cá chấm khô đét nhà lão. Gió xuân hây hẩy, nồng nàn, làm lão thấy hồn phơi phới như trai 20. Lão hít hà mùi thơm của mạ non xanh rì dưới ruộng, hương hoa xoan ngọt ngào phảng phất. Chim chóc đổ loài hót véo von, nhưng lão điếc nặng, chả thưởng thức được cung đàn mùa xuân tuyệt diệu ấy. Chợt đằng xa, lão thấy thị Hến đang đứng trên con đường bê tông bên cỏ xanh rì. Ngã rẽ ra sân đình, lão cũng mến thị Hến. Thị ăn nói duyên dáng, dễ nghe lại xinh xắn. Mấy thằng nghêu sò ốc trong làng cũng mê thị tít thò lò, nhưng hình như cũng chẳng sơ múi được gì. Còn các lão lý toét nghị quế bá kiến cũng thả thính, rắc ngô đầy, nhưng thị chỉ cười rất tươi, chả thích lão nào. Mấy mụ vợ của các lão nghiến răng chẻo chẻo, các ông mà dính vào cái con lẳng lơ ấy, gia đình tan nát có ngày. Lão có thấy Hến lẳng lơ đâu, thị khôn khéo là đằng khác. Lão đến gần và hỏi thị, thế cô Hến đi đâu mà diện ngất thế? Thị Hến òn ẻn trả lời lão. Lão hỏi thì khí thế thật, nhưng lão điếc nặng, lại thêm Hến nhà ta điệu đà, luyến láy khi trả lời, nên lão nghe chữ được, chữ mất, thành ra chả biết lão nghe cái gì, mà mặt mày lão xanh dờn như tàu lá. Lão hoảng hồn hỏi lại, cái gì? Hến nhà ta ngúng nguậy, đáp lại, lão lấy lệ. Vừa lúc đó xe đã đến, nàng ta leo lên xe đi luôn, mà không nhìn thấy cái mắt chữ ớ, cái mồm chữ o của lão. Hôm ấy, lão đánh cầu lông mà hồn vía để vào câu nói của thị Hến lúc sáng sớm. Bị thua, phải trả tiền cà phê cho cặp Nghị Hách và thầy giáo Thứ, làm lý toét gắt Tránh điếc về đến nhà, gặp mụ vợ chuẩn bị ra bãi hái dưa chuột. Lão kéo mụ vợ vào thì thầm, còn Hến nó làm sao mà phải đi gắp răng trong cửa mình ra bà. Vợ lão vốn ghen ghét Hến, mụ cũng quên luôn là chồng mình điếc, nghe ngóng câu được câu mất. Mụ khẳng định luôn, còn làm sao nữa, lại thằng nào mất nết úp mặt vào đấy chứ gì, sắp có kịch hay để xem đây. Lão gật gù, quả thật mụ vợ lão thông minh và đoán sự vật như thánh. Bãi bồi đầu làng được người dân trong làng canh tác toàn rau củ quả sạch. Đấy là công của bác trưởng làng suốt ngày vận động bà con giữ hồn quê, trồng trọt, bón phân, nói không với hóa chất, nên rau củ quả ở đây được giá vì sạch sẽ, an toàn cho người tiêu dùng. Bác lại còn lên tận thủ đô ký hợp đồng với các siêu thị về đầu ra, nên thu nhập của dân làng ngày càng khá ra. Mọi người xem bác như ân nhân. Buổi sáng hôm ấy, ngoài bãi, màu của làng rôm rả bởi cái tin nóng hổi của con cá chấm khô đét nhà lão Tránh Điếc. Thị nở cười khoái trá, chồng các bác thế nào, chứ lão phèo nhà em chắc không nằm trong danh sách úp mặt vào sông quê ấy đâu. Mẹ đốp bác lại, lão nhà em không có răng giả, mà em chơi với cái Hến em biết, nó không phải là người thế đâu. Rồi thì màu đội rổ dưa chuẩn bị lên chùa cũng đỡ cho Hến. Cái Hến nó không đến nỗi nào đâu bác ạ. Vợ lão Tránh Điếc chắc như đinh đóng cột, chúng mày một ruột với nhau lại bênh nhau chứ gì, không có lửa thì làm sao có khói. Vợ lão lý toét băn khoăn, lão lý toét nhà em từ ngày gặp nạn đến giờ ở nhà suốt, vậy thì ai nhỉ? Các mụ vợ vừa hái dưa vừa đoán già đoán non, nhưng vẫn không tìm ra ai là tác giả của cái răng. Riêng vợ Nghị Quế thì không nói năng gì cả. Mụ đang nghi ngờ lão chồng vì lão có một cái răng cửa là răng già. Tối qua
Lão bảo sang nhà bá Kiến bàn chuyện cúng thành hoàng đầu năm, mãi đâu đến 10 giờ khuya mới về, người nồng nặc mùi rượu bia. Sáng nay mổ ra bãi sớm nên không biết cái răng ấy có còn hay không. Dễ chừng lão là tác giả lắm đây. Gần trưa các bà vợ cũng hái xong dưa để chiều cân cho siêu thị. Bà Nghị bước vào nhà, con dâu đã làm xong cơm chưa? Bu rửa tay ăn cơm đi hả? Thầy mày đâu? Mụ không trả lời con dâu mà đưa mắt tìm lão Nghị. Dạ, thầy con ở trong buồng, để con mời thầy ra ăn cơm. Lão Nghị vừa ngồi xuống mâm, mụ đốt luôn. Thế cái răng giả của ông đâu? Cái bà này điên à, tự nhiên lại hỏi cái răng để làm gì hử? Thì tôi hỏi, nó có còn ở trong mồm ông hay không? Thấy mụ vợ cứ như con điên dở người, lão chả muốn đôi co. Cầm bát cơm chuẩn bị ăn thì mụ vợ dằn xuống. Lão tức quá mới quát, bà lại sồn sồn chuyện gì ở đâu thế hả? Lão quát vợ thế nào mà chiếc răng giả phọt ra, văng vào bát canh chua cá quả thơm nức. Mấy đứa cháu mếu máo, ai dám ăn nữa ông ơi? Món canh chua quả cá quả, quả là món bọn trẻ rất thích. Chỉ có ngày nghỉ mẹ chúng mới có thời gian nấu cho chúng ăn. Là phận dâu, nó chẳng dám nói gì. Thằng con trai gắt, thầy u thật là, đến bữa ăn cũng còn cãi nhau. Vợ Nghị Quế vớt cái răng trong bát canh chua ra, mỉm cười. Có cái răng rơi vào mà chúng mày làm quá lên thế, ăn đi. Mụ lấy đũa gắp cá, chan nước canh hộp xoàn xoạt. Đứa con dâu ngạc nhiên, lợm mồm nghĩ. Mọi lần mà bố chồng thế này là không yên với mẹ, thế mà hôm nay lạ quá. Chỉ có mụ mới hiểu và nhẹ cả dạ. Mụ loại lão Nghị ra khỏi danh sách lạc răng giả. Mặt trời lặn xuống phía tây của ngôi làng. Hến nhà ta bước xuống xe, lịch sự chào anh lái xe, rồi thả những bước chân khoan thai đi về. Hến yêu mảnh đất này lắm, nơi thị đã gào inh ỏi lên, cất tiếng khóc đầu tiên. Bên vành nôi, thị được những câu hát ru của bà, của mẹ, nuôi thị khôn lớn nên vóc nên hình. Đồng xanh trái ngọt của mảnh đất làng đã thắm hồng da dẻ của thị. Thị đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn dài bụi trên hoa lá cỏ cây, hương thơm của các loài hoa dại rón rén tỏa đâu đây thơm nồng. Mùi thơm rất riêng mà chỉ có nơi đây mới có. Bỗng chỉ dậu từ đâu hỏi Hến, mày đứng lại đấy, chỉ hỏi cái này. Dạ. Hến dừng lại đợi chỉ dậu. Đi đâu về đấy? Em đi làm chương trình cho hội vật cả ngày. Ôi có thật không? Mày khai thật cho chị xem nào. Hến chả hiểu mô tê gì thì gắt với chị dậu. Chị làm sao thế? Em dẫn chương trình cả ngày, giờ mệt chết, muốn về nghỉ ngơi, tắm táp cho khỏe cái xác. Chị lại gây gổ cái gì với em thế? Chị dậu thẽ thọt. Chị xem mày như em gái nên chị tin mày không đến mức như thế. Cả làng đang đồn ầm lên, cả ngày nay mày đi gắp dị vật trong cửa mình ra, mà dị vật là cái răng giả của thằng đàn ông nào đó. Hến ta phùng mang trợn mắt. Cái mồm thối nào, gắp lửa bỏ tay người. Em mà biết, em chửi cho tổ tông họ hàng nhà nó nóng ruột. Đấy, video em làm chương trình còn trong điện thoại đây này. Thì họ bảo, sáng nay chính mày khai thế mà. Hến ngạc nhiên, quái gở, em có điên đâu. Rồi thị chợt nghĩ, sáng nay thị có gặp ai ngoài lão tránh điếc, mà thị có thù oán gì với lão đâu mà lão dựng chuyện như thế. Thế là thị xăm xăm rẽ vào ngõ nhà lão hỏi cho ra ngô ra khoai, nhưng đến ngõ thì lại thị chùn chân. Bây giờ mà vào nhà lão gặp mụ vợ đanh đá cá cày của lão lại thêm chuyện. Thị quay gót đến thẳng nhà bác trưởng làng. Thị vừa ấm ức vừa kể lể với bác trưởng. Bác nhấc điện thoại alo, mấy phút sau lão tránh điếc có mặt để đối chứng. Thế sáng nay khi anh hỏi mày đi đâu, mày chả bảo là em đi gắp răng trong cửa mình ra là gì. Anh nghe ngạc nhiên mới hỏi mày, cái gì
mày trả lời rằng anh là gì? Hến khóc không ra nước mắt. Giới ạ, em bảo em đi làm chương trình hội vật ở cửa biển huyện mình. Bác hỏi cái gì? Em hỏi lại rằng anh nghĩa là sao anh? Em nói giọng miền Trung trêu anh tí đấy thôi. Anh lại nghe ra cơ sự như thế. Bây giờ cả làng đồn lên cái tin thất thiệt. Em không biết anh làm thế nào lấy lại danh tiếng cho em đi. Lão Chánh điếc biết lỗi. Bây giờ phải làm thế nào hả anh trưởng? Bác trưởng làng vừa cười như nức nẻ, vừa bảo. Gia đình, tao cắm cái loa cho chú mày nói. Tôi xin lỗi cô Hến và đính chính với cả làng. Cô Hến không đi lấy dị vật trong cửa mình mà đi dẫn chương trình hội vật dưới cửa biển huyện mình. Lão Chánh tổng ái ngại, nhưng rồi cũng đồng ý. Thế cũng được. Nhưng Hến thì lại không chịu. Như thế chẳng khác nào đem em ra làm đề tài cho cả làng cười à. Đến mãi bây giờ, bác trưởng làng vẫn chưa nghĩ ra được cách giải thích với dân làng về nỗi oan của thị Hến. Căng thẳng, cô con dâu mặc đồ thiếu vải đang nhặt rau, thi thoảng ông bố chồng vừa đang coi thời sự vừa liếc nhìn, tức mình cô con dâu bèn la to: "Tình hình thế giới sao rồi bố?" Ông bố giật mình, lẹo lưỡi. Ông trả lời: "Áo đang tuột dốc, Mông Cổ sơ hở, Cuba đang căng thẳng." Cảm ơn cái khẩu trang. Cơ quan vợ tôi quy định mỗi hôm đi làm muộn phạt 200.000. Lương vợ tôi 4 triệu, mà tháng vợ tôi đi muộn bình quân khoảng 20 lần, nên coi như lâu nay vợ đi làm không lương, thậm chí có tháng tiền phạt nhiều hơn lương. Vợ phải mang tiền nhà đến nộp cho công ty. Thế nhưng hôm qua thấy vợ hồ hởi khoe: "Tuần này em chưa đi muộn buổi nào đâu đấy nhá, ngược lại tuần đến sớm nhất." Vừa được xếp tặng bằng khen nhân viên gương mẫu đấy. Tôi hỏi lý do tại sao. Vợ bảo từ ngày có corona, vợ phải đeo khẩu trang kín mặt, chẳng cần trang điểm. 6 giờ sáng dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong là 6 giờ 30 rồi đi làm luôn, thay vì phải ngồi trước gương bôi bôi chát chát đến 8 giờ 30 như trước. Cả em gái họ của tôi cũng vậy. Nó công tác tại một trung tâm chăm sóc sinh lý cộng đồng ở Quất Lâm, nhưng thu nhập khá khó khăn bởi khách đến toàn chọn những em ngon lành xinh xắn, còn nó thì mũi hếch như mũi lợn, mặt sần sùi như cái bánh cu đơ, môi thì vều như chuối nắm. Chỉ những khách nào cận thị, mắt kém hoặc có gu thẩm mỹ bệnh hoạn thì mới chọn nó. Ấy thế mà hôm qua nó hồ hởi khoe: "Thu nhập em tuần này khá lắm chị ạ." Tôi hỏi tại sao thì nó cười bảo nhờ corona tất cả nhân viên của trung tâm đều phải đeo khẩu trang kín mít, thế nên đẹp hay xấu, mịn hay sần, xinh xắn hay chuối mắm thì cũng như nhau. Khách chọn random hết cả, chỉ có cái là đeo khẩu trang thì thổi kèn hơi vất vả. Rồi bác hàng xóm nhà tôi nữa, trong lúc mọi người hoang mang vì dịch bệnh thì bác cứ cười hành hạch. Tôi hỏi thì bác hồ hởi kể, hôm qua là lần đầu tiên con gái bác đi xem mặt về mà không bị người ta chê cháu à. Phấn khởi lắm, tôi hỏi, thế những đám trước người ta chê con gái bác thế nào ạ? Bác hàng xóm bảo, họ chê răng vàng, mồm thối, ăn nói vô duyên, thường xuyên chửi bậy. Tôi nheo mày, bác có biết vì sao đám hôm qua họ lại không chê không ạ? Bác hàng xóm gật gật, biết, hôm qua con gái bác nó đeo khẩu trang kín mít, khẩu trang bịt chặt nên suốt cả buổi nó phải ngồi im thin thít, nó không mở mồm văng tục chửi câu nào. Rồi sáng hôm nay thôi, tôi vào thang máy gặp thằng cùng công ty, nó ghé tai tôi rồi bảo, hôm qua tao đến nhà sếp biếu quà, sếp đi vắng, có mỗi vợ sếp ở nhà, tao chén được vợ sếp đấy.
Tôi ngạc nhiên. Vậy à? Hôm trước, tao đến đưa tài liệu, sếp cũng không ở nhà, tao cũng chén được vợ sếp đấy. Thằng bạn tôi cười. Vậy hôm nào, canh lúc sếp không ở nhà, tao với mày cùng đến chén vợ sếp nhé. Hai thằng tôi cười khoái trá. Đúng lúc đó, có tiếng ho phía sau lưng. Chúng tôi quay lại nhận ra, sếp đã đứng ở đó từ bao giờ. Hai thằng sợ đến cứng đờ người, tưởng rằng sếp sẽ lao tới, túm cổ hai thằng đấm cho một trận tơi bời, xong đuổi việc luôn hai thằng tôi. Nhưng không, sếp chỉ đưa tay che miệng, rồi khẽ cúi đầu, ý như muốn xin lỗi vì đã mất lịch sự, ho trong thang máy. Tôi và thằng bạn sờ lên cái khẩu trang đang che kín mít mặt rồi thở phào. Ơn trời, sếp không nhận ra bọn tôi và tưởng bọn tôi là nhân viên của một công ty nào đó cùng tòa nhà thôi. Rõ ràng việc đeo khẩu trang ngoài khả năng phòng ngừa virus corona còn mang đến nhiều tác dụng mà chúng ta không ngờ tới. Và một trong những tác dụng rõ rệt nhất của việc người đeo khẩu trang, nhà nhà đeo khẩu trang, đó là nó giúp ta nhận ra đâu là người tốt, đâu là kẻ mất dạy, cơ hội nhẫn tâm kiếm tiền trên nỗi sợ hãi hoảng loạn của đồng loại. Cửa hiệu thuốc Tây, người xếp hàng dài dằng dặc nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch chen lên phía trước, miệng thì liên tục nói, xin lỗi cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà tôi đang nằm chờ. Mọi người tỏ vẻ thông cảm và giạt ra để ông ta lên trước. Đến nơi, ông này hồn hển nói với cô bán thuốc, chị làm ơn bán gấp cho tôi 2 cái bao cao su.